Màn tái xuất của Trang của Triệu Lệ Dĩnh tại Dữ Phượng Hành đã thành công ngoài mong đợi. Theo nhiều nguồn tin, ekip phim sẽ tổ chức tiệc mừng chiến thắng này trong thời gian tới. Bộ phim truyền hình Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khép lại thành công mỹ mãn bằng loạt thành tích ấn tượng. Việc phim tạo được tiếng vang lớn không chỉ giúp củng cố danh tiếng cho cặp nam nữ chính mà dàn diễn viên phụ tham gia cũng hưởng ké không ít lợi, đặc biệt là Tân Vân Lai, Hà Dữ hay Hoàng Nghệ. Để chúc mừng phim phát sóng thành công, nhà sản xuất quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi thu hút chú ý lớn của netizen. Thông thường, trong những sự kiện như thế này sẽ không thể vắng bóng nhân vật chính, nhưng theo một số nguồn tin, các diễn viên tham gia chỉ có Lâm Canh Tân, Tân Vân Lai, Hà Dữ và nữ phụ Vương Y Giao, còn Triệu Lệ Dĩnh khả năng cao sẽ vắng mặt. Suy đoán nguyên nhân nữ hoàng rating không tham gia bữa tiệc, có người cho rằng có liên quan tới scandal yêu đương của Lâm Canh Tân. Bên cạnh đó, cũng có người bày tỏ ý kiến gần đây nàng Tiểu Hoa đã nhập đoàn phim Tại Nhân Gian, lịch trình quay dày đặc nên khó sắp xếp được thời gian đến tiệc mừng công. Còn một nguyên nhân khác được một số cư dân mạng đưa ra, đó là liên quan đến một bình luận khiếm nhã của người trong đoàn phim Dữ Phượng Hành với Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, cách đây vài ngày, trong một bài đăng chúc mừng thành tích của Dữ Phượng Hành trên Douyin, tài khoản chính thức của đoàn phim đã bất ngờ để lại bình luận: "Không nói nhiều, soạc chân cho mọi người xem nhé, cảm ơn từng vị khán giả đã ủng hộ." Tuy đây chỉ là một bình luận khá bình thường, nhưng netizen nhanh chóng nhận ra đoàn phim đã ngầm chế giễu Triệu Lệ Dĩnh. Lý giải cho điều này là vì hồi tháng 8 năm 2018, trước những tin đồn hẹn hò có thai với Phùng Thiệu Phong, nàng Tiểu Hoa đã đăng bài nhằm phản hồi tin đồn với nội dung "Không biết phải nói gì hơn, chúng mình soạc chân cho mọi người xem nhé", kèm theo tấm ảnh nữ nghệ sĩ đang tạo dáng soạc chân. Ngay lúc ấy, soạc chân là từ khóa tìm kiếm nóng trên mạng. Trước lời phủ nhận dứt khoát này, người hâm mộ và cư dân mạng hết sức tin tưởng Triệu Lệ Dĩnh. Đến tháng 10 năm 2018, cô nàng và Phùng Thiệu Phong thông báo kết hôn, tháng 3 năm 2019 thì hạ sinh con trai đầu lòng. Lúc này, cư dân mạng tra ngược lại thời điểm tháng 8 năm 2018, nữ chính Dữ Phượng Hành thực sự đã mang thai và hoàn toàn không phù hợp với hành động, lời nói của cô khi ấy. Từ đó trở đi, soạc chân luôn gắn liền với mỹ nhân họ Triệu. Hiện bình luận trên đã bị xóa khỏi nền tảng Douyin, nhưng cư dân mạng vẫn tỏ ra vô cùng khó hiểu với hành động này. Đây rất có thể là lý do vì sao Triệu Lệ Dĩnh vắng mặt trong buổi tiệc mừng công sắp tới. Bỏ qua vấn đề dự tiệc, netizen đang rất để tâm đến mối quan hệ hiện tại giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Ngay trước thời điểm đại kết cục Dữ Phượng Hành, nam diễn viên bất ngờ bị khui tin hẹn hò với đàn em kém gần một giáp, khiến các fan couple được fan trở tay không kịp, thuyền chưa ra khơi đã chìm. Đáng nói, trước khi tin tức tài tử họ Lâm có bạn gái nổ ra, anh là người nhiệt tình chủ động xào couple với Triệu Lệ Dĩnh nhất. Điều này khiến cư dân mạng càng thêm lầm tưởng nam diễn viên có ý với mỹ nhân họ Triệu. Đến khi Dữ Phượng Hành khép lại cuộc hành trình, Lâm Canh Tân lại khách sáo gọi Triệu Lệ Dĩnh là Triệu lão sư, thể hiện rõ sự xa cách, khác hẳn lúc trước. Còn về phần nàng Tiểu Hoa, cô vẫn gửi lời cảm ơn tới nam diễn viên cùng ekip phim như bình thường, cũng không có thái độ nào khác lạ. Trước Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng hợp tác thành công trong Sở Kiều Chuyện. Trong khoảng thời gian tuyên truyền phim, tài tử họ Lâm luôn tỏ ra thân thiết, ân cần quan tâm bạn diễn.